Kính thưa tất cả quý vị, bên cạnh hát văn và diễn xướng chầu văn, hát sẩm, hát chèo thì chương trình năm nay còn có hát ca trù. Sau hơn một thập kỷ cần được bảo vệ khẩn cấp với vị trí là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà UNESCO ghi danh, ca trù Việt Nam, trong đó có ca trù Hải Phòng, đã vượt qua được nguy cơ thất truyền. Theo đó, các ca nương ghép đàn đã trở nên có danh, có phận. Họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản ca trù trong đời sống. Nghệ nhân dân gian Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên gắn bó với ca trù trong suốt 25 năm qua và còn với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ, nay là giáo phường ca trù. Trong chương trình đêm nay thì nghệ sĩ sẽ thể hiện bài ca trù lời mới của tác giả Hồng Thanh Lam mang tên Đức Ngô Vương theo thể thách hát dai, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên ra sân khấu. Tất cả quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu là trong chương trình hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên sẽ giới thiệu tiết mục mang tên là Đức Ngô Vương theo thể cách hát dai. Nghệ sĩ có thể cho biết là việc chọn lựa chọn tiết mục này thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Trước khi trả lời cho Hồng Lai, Đỗ Quyên cũng xin được lời kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, sức khỏe, hạnh phúc. Tiết mục Đức Ngô Vương mà Đỗ Quyên chọn để gửi tới quý vị hôm nay với câu hai nghĩa. Cái thứ nhất là theo cái sự hiểu biết của Đỗ Quyên thì trong toàn thành phố Hải Phòng ta có tới 23 di tích lịch sử, di tích và cũng như là cơ sở tín ngưỡng thờ Đức Ngô Vương. Một cái điểm mà chúng ta thấy nổi bật hơn cả là khu di tích Giảng Kênh cũng thờ người ở đó. Với tại sao mà giáo phường ca trù Hải Phòng lại chọn tiết mục này là vì tất cả các tác phẩm, các bài thơ, bài văn nói về Đức Ngô Vương thì rất nhiều, nhưng hôm nay Đỗ Quyên gửi tới quý vị cùng toàn thể các bác anh chị bài này với hai nghĩa mục đích mà Đỗ Quyên được chia sẻ. Đấy là giáo phường ca trù Hải Phòng là một đơn vị nghệ thuật mà được nhà nước công nhận là văn hóa phi vật thể. Chúng tôi đang được sinh hoạt bảo tồn nghệ thuật ca trù trên khuôn ở trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia đình Hàng Kênh. Đấy là một nơi thờ Đức Ngô Vương Quyền. Hai nữa là trong cái thời gian năm 2018, giáo phường ca trù Hải Phòng có phát động phong trào là sáng tác thơ mới cho ca trù. Thế thì trong bài Đức Ngô Vương hôm nay thì là của các nhà thơ Hồng Thanh Nam với thể cách hát dai mà các bác đã gửi tới cho giáo phường chúng tôi, và hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả bài hát dai Đức Ngô Vương qua thể cách hát dai với không gian hát cửa đình của nghệ thuật ca trù. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục hát dai Đức Ngô Vương. Xin chào quý vị. Thank you.
nhiều.